trí tuệ nhân tạo, tương lai nào cho sức khỏe người cao tuổi? Xin lỗi, chúng ta không thuộc về nhau. Có lẽ là câu mào đầu quen tai khi bàn về cuộc tình giữa người già và công nghệ. Có thể, nhưng không hẳn. Thời đại không bỏ ai lại bao giờ, và những tiến bộ khoa học cũng thế. Từ đơn giản như chiếc remote TV điều khiển bằng giọng nói, đến sang xịn mịn như chú robot biết giao tiếp với con người. Tất cả những sản phẩm trí tuệ nhân tạo đều hướng đến mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống mà hội lão niên chính là nhóm ưu tiên cần biết. Thế nói tới nói lui thì trí tuệ nhân tạo hay Artificial Intelligence, đọc tắt là AI, có liên quan gì đến người cao tuổi, nhất là sức khỏe của họ? Với chiếc video này, hãy cùng 60 hay 30 có gì khác tìm hiểu nhé! Xét về lý thuyết, có vô vàn địa chỉ uy tín đã giải thích khái niệm này. Từ điển Oxford định nghĩa trí tuệ nhân tạo AI như nhóm những lý thuyết và sự phát triển của các hệ thống máy tính có thể thực hiện các tác vụ thông thường đòi hỏi trí thông minh của con người. Chẳng hạn như nhận thức thị giác, nhận dạng giọng nói, ra quyết định và biên phiên dịch giữa các ngôn ngữ. Còn từ điển số Merriam-Webster dành cho AI hai từ định nghĩa là một nhánh của khoa học máy tính hướng đến việc xử lý, việc mô phỏng hành vi thông minh trong máy tính, hoặc là khả năng của một máy móc trong việc bắt chước các hành vi thông minh của con người. Nghe có vẻ rất là gì và này nọ phải không? Nhưng kể ra một vài ví dụ lại thấy, thì ra trí tuệ nhân tạo cũng bình thường như cân đường hũ gạo thế thôi. Những ai đang sử dụng các sản phẩm nhà táo hẳn không còn gì xa lạ với Siri, chiếc trợ lý ảo được tích hợp sẵn trên các thiết bị của Apple với khả năng điều khiển bằng giọng nói trực tiếp để tìm kiếm, thực hiện công việc theo yêu cầu hay thậm chí tâm sự mỏng với người dùng. Ngoài ra, những ứng dụng Apple Watch với chức năng theo dõi giấc ngủ và hành vi khi ngủ của người dùng có thể giúp người cao tuổi thiết lập thói quen ngủ theo hướng có lợi cho sức khỏe. Một ví dụ cực kỳ gần gũi nữa đến từ Google cùng các ứng dụng quen thuộc. Google Maps có chế độ lái xe tự động xác định vị trí để đưa ra chỉ dẫn mà không cần người dùng yêu cầu. Google Photos có khả năng tổng hợp và đề xuất những hình ảnh mà bạn nên chia sẻ với bạn bè. Google Translate có thể nhận dạng ngôn ngữ và ngày càng hoàn thiện độ chính xác trong các bản dịch của mình. Google Mail là chân ái của hội người bận rộn với tính năng đề xuất phản hồi tự động. Ví dụ quen thuộc nhất đến từ vị trí của Facebook với chức năng dịch tự động nội dung những dòng trạng thái sang tiếng Việt và tự động tắt những gương mặt thân quen trong một bức ảnh một cách chính xác mà bạn thậm chí không cần nhắc đến. Riêng đối với mảng chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo đã được nhiều thành tựu quan trọng. Trên thế giới, những bước tiến của khoa học công nghệ đã tiếp thêm sức mạnh cho ngành y tế trong nhiều mặt. Thứ nhất, cải thiện quá trình chẩn đoán bệnh cả về tốc độ lẫn sự chính xác. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với người cao tuổi, sự chậm trễ đôi khi đồng nghĩa với cái chết. Vì thế, công nghệ của các công ty Viz.ai, Path.ai, Boy Health Analytics, Freenum, Trung tâm Y khoa Beth Israel Deaconess, Interactive Scopes, Virtual Sense và Caption Health, Mỹ, hướng đến việc tạo ra những thiết bị chẩn đoán vượt trội về tốc độ lẫn chất lượng, đặc biệt đối với những căn bệnh nguy hiểm như ung thư, các vi khuẩn có hại như E. coli và tụ khuẩn cầu trong máu. Thứ hai, AI thúc đẩy việc phát triển các loại thuốc mới. Ngành công nghiệp phát triển thuốc hàng năm tiêu tốn hàng tỷ đô và hàng nghìn giờ làm việc của con người. Nhưng chỉ 10% trong số ấy được thành công đưa ra thị trường. Giải quyết vấn đề đó, các công ty BioXcel Therapeutics, Bird, ExtonP, AntomWise, Deep Genomics và Benevolent AI Anh sử dụng trí tuệ nhân tạo làm nền tảng để xác định và phát triển giải pháp trong các lĩnh vực khát thuốc như ung thư học miễn dịch và khoa học thần kinh, hay các loại bệnh hiếm gặp, hiểm nghèo như Ebola và bệnh đa xơ cứng. Đồng thời, AI cũng cải thiện độ chính xác và tốc độ phát triển thuốc bằng công nghệ phân tích thuốc từ chính đặc tính hóa học của chúng. Thứ ba,
trí tuệ nhân tạo thay đổi trải nghiệm của bệnh nhân. Thay vì chữa bệnh, AI cải thiện sức khỏe người dùng cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua tương tác trực tuyến với các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe, cũng như các tài liệu chuyên ngành để người dùng chủ động trong hành trình chăm sóc sức khỏe bản thân. Điều này cho phép người bệnh tự cá nhân hóa quy trình khám bệnh của mình theo hướng nhanh hơn và hiệu quả hơn, tăng cường kết nối liên tục giữa bệnh nhân và người điều trị, đồng thời giúp các bệnh viện, phòng khám và bác sĩ điều trị nhiều bệnh nhân hơn hàng ngày. Tại Mỹ, các công ty đã phát triển thành công ứng dụng hướng đến mục tiêu này, có Babylon, Spring Health, OneDrop, Care Health, Twin Health, Olive, Qventus, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, CloudMed, Subtle Medical và Twill. Thứ tư, trí tuệ nhân tạo cải thiện quá trình khám chữa bệnh bằng cách tối ưu hóa quản lý dữ liệu. Với một lượng dữ liệu khổng lồ, AI được kỳ vọng sẽ giúp các nhân viên y tế cá nhân hóa các liệu pháp chăm sóc sức khỏe theo tình hình của từng người bệnh, tối ưu hóa hiệu quả của bệnh viện. Đồng thời, việc phân tích dữ liệu giúp cơ sở y tế dự đoán được những người có thể mắc bệnh nguy hiểm, chẳng hạn như nhiễm trùng huyết hoặc điều gì đó đang làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe của bệnh viện, qua đó cải thiện chất lượng quản trị của các cơ sở khám bệnh. Và cuối cùng, trí tuệ nhân tạo đang đẩy mạnh việc sử dụng robot trong phẫu thuật. Robot giúp các bác sĩ thực hiện các thủ thuật phức tạp với độ kiểm soát, tính chính xác và linh hoạt hơn hẳn con người. Các robot được trang bị máy ảnh và dụng cụ phẫu thuật chính là cánh tay đắc lực giúp bác sĩ có cái nhìn tổng quan về vị trí phẫu thuật mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thực tế cho thấy, các ca phẫu thuật có robot hỗ trợ ít biến chứng hơn, ít đau hơn và thời gian phục hồi nhanh hơn. Gần gũi hơn là Nhật Bản, quốc gia có dân số già nhất thế giới, với 1/3 người dân ở đây từ độ tuổi 65 trở lên và 2,1 triệu người trên 90 tuổi vào năm 2018. Trí tuệ nhân tạo được tận dụng triệt để nhằm giúp người già có cuộc sống tốt hơn, từ việc lắp đặt các cảm biến và camera theo dõi chuyển động của người bệnh để cảnh báo cho nhân viên chăm sóc hoặc người thân, đến việc sử dụng robot để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đặc biệt là những người mắc chứng sa sút trí tuệ. Pepper chẳng hạn là robot hình người đầu tiên được sử dụng trong gần 500 nhà chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản để cùng họ chơi đùa, tập thể dục và thực hiện các thói quen hàng ngày. Robbeer là một robot hình con gấu, giúp người lớn tuổi ngồi và đứng. Còn Paro là một con robot trị liệu có hình dáng hải cầu, giúp người cao tuổi thư giãn và động viên người có nhu cầu đặc biệt. Vậy còn điều gì đang xảy ra ở Việt Nam? Dù không quá đột phá, AI đã được áp dụng vào hệ thống y tế nước ta thông qua việc số hóa quá trình quản lý khám, chữa bệnh. Việt Nam cũng đã thành công tạo ra ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị cho 13 loại ung thư. Nỗ lực áp dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc sức khỏe người dân được nhìn thấy rõ ràng trong giai đoạn bùng dịch COVID-19 vừa qua. Ứng dụng Zalo Connect thống kê tình hình dịch bệnh ở Việt Nam dưới dạng bản đồ theo thời gian thực, nhằm giúp người dân tiếp cận diễn biến dịch và chủ động phòng ngừa. Ứng dụng Bluezone hay nCoV có khả năng phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh để ứng phó kịp thời. Thú vị nhất là Vibot 1A, robot cho Học viện Kỹ thuật Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu, có khả năng tự động vận chuyển thức ăn, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm đến người bệnh, hỗ trợ giao tiếp và khám chữa bệnh từ xa giữa bệnh nhân với nhân viên y tế. Đấy, ao làng cũng không phải hạng xoàng đâu nhé. Hiện tại là thế, tiềm năng trong tương lai còn khả quan hơn. Những trang tin uy tín dự đoán đến năm 2030, tức là chưa đầy 7 năm nữa, trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò trụ cột trong phương diện chẩn đoán bệnh, tạo ra một mạng lưới các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe được kết nối với nhau khăng khít, nhằm xây dựng một hệ thống dữ liệu khổng lồ, tiếp tục phục vụ cho các thành tựu đã nói ở trên. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ cải thiện tương tác giữa các bệnh nhân và bác sĩ, qua đó nâng cấp chất lượng khám chữa bệnh theo hướng cá nhân hóa, hỗ trợ bác sĩ trong các thao tác kỹ thuật, giúp quy trình làm việc mượt mà hơn hẳn.
đến năm 2040. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được nhà tương lai học Ray Hammond dự đoán sẽ phủ bóng bởi các công nghệ trí tuệ nhân tạo như y học cá nhân hóa, y học tế bào gốc, liệu pháp gen, y học trên quy mô nano, thậm chí là tạo ra một nền y tế kỹ thuật số, nơi người bệnh được chăm sóc với các phương thuốc được thiết kế phù hợp với ADN của chính họ. Theo thống kê từ Deloitte cho thấy, tăng đầu tư vào mảng công nghệ chăm sóc sức khỏe đang là ưu tiên của nhiều tổ chức y tế. Trong tương lai, sự phát triển có 38% thuộc về y học từ xa, 37% robot hóa và 36% là dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Nghe thật lý tưởng, nhưng trên thực tế, để đạt được những cột mốc ấy, đòi hỏi con người phải giải quyết các thách thức do việc phát triển trí tuệ nhân tạo gây ra. Chẳng hạn như vấn đề riêng tư thông tin của bệnh nhân, đạo đức của quyền sở hữu dữ liệu, chất lượng và độ khả dụng của thông tin, cũng như các rào cản về mặt đạo đức xã hội khi thay thế sự chăm sóc của con người bằng máy móc. Thậm chí ở những nơi mà việc sử dụng robot đã trở nên quen thuộc như Nhật Bản. Để đề phòng rủi ro, Tổ chức Y tế Thế giới đã xây dựng hướng dẫn về đạo đức và quản lý trí tuệ nhân tạo vì sức khỏe. Riêng đối với người cao tuổi, tổ chức này đề ra nhiều cân nhắc, bao gồm các thiết kế bởi công nghệ AI phải có sự tham gia của người lớn tuổi, cung cấp cho họ cũng như người chăm sóc họ đầy đủ cơ sở hạ tầng và kiến thức kỹ thuật số, và trao quyền cho người lớn tuổi trong việc đồng ý hay không để trí tuệ nhân tạo can thiệp vào sức khỏe của mình. Sự phát triển nào cũng có hai mặt, và trí tuệ nhân tạo cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để kênh lắng nghe quan điểm của bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Đừng quên subscribe 30 hay 60 có gì khác để cập nhật thêm những thông tin thú vị và bổ ích. Hội lão niên ơi!